con xin quý bà và anh chị em một lần nữa cảm ơn tất cả quý bà và anh chị em cùng với anh Hùng cũng như ban thường vụ và hội đồng mục vụ đã giúp cho giáo xứ vào buổi cơm chay chiều hôm qua rất là ngon, và phải nói là chúng ta hết luôn một số người đi chặn đàn thánh giá vào lúc đó 7:30 là đã hết cơm, hết tôm luôn rồi. Lúc đầu thì con có quảng cáo là tôm hùm, mà thiệt là tôm hùm, nhưng mà tới chiều thứ sáu hôm qua thì những cái teo nhỏ lại thành tôm nhỏ. Xin chúng ta hưởng ứng tiếp, chúng ta còn một thứ sáu nữa, đó là thứ sáu tới đây. Và trong thứ sáu tới đây cũng người Việt chúng ta sẽ phụ trách bữa cơm chay này, và thứ sáu cuối cùng là cộng đoàn của người Phi Hồng Tuân. Và con cũng cái sốt rất ngon lắm, sốt rất ngon. Cái sốt đó mà chỉ ăn cơm không nó cũng ngon, yeah, sốt rất ngon. Anh em bảo đảm là người ta sẽ ăn cơm với hết sốt đó, sốt ngon lắm. Ojalá que todos estén muy contentos en esa reunión, compartiendo con todos los parroquianos de esa parroquia, tanto hispanos, italianos, vietnamitas y de aquí de Estados Unidos. Dios los bendiga a todos. They have food and then the spoon, the fork on the other side. Okay. No, cái hộp cái đó đấy kì. Cái hộp sweet, hộp cream cái đó đấy. Stan, que sean bienvenidos todos a esta reunión de toda la parroquia.